Thưa quý vị, triển lãm ảnh về chim hoang dã với chủ đề Hội An nơi đàn chim trở về lần 2 đang diễn ra tại Hội An, Quảng Nam. Qua từng tác phẩm, nhiếp ảnh gia còn kể cho người tham quan câu chuyện về sự đa dạng sinh học và bảo tồn các loài chim hoang dã tại Việt Nam. Không gian trưng bày triển lãm mở trải dài trên cánh đồng vàng mênh mông vùng Thanh Tây, An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An cũng là nơi sinh sống, di trú, là ngôi nhà hạnh phúc của rất nhiều loài chim trong tự nhiên. Vâng, thưa quý vị, khi nói đến triển lãm có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay đến những không gian có phần khô cứng. Tuy nhiên tại triển lãm Hội An nơi đàn chim trở về, tôi đã được nhìn ngắm những bức ảnh sống động về các loài chim hoang dã của Việt Nam trong một không gian mở thơm mùi lúa chín như thế này. Giữa cánh đồng vàng triệu hạt, 52 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của các loài chim hoang dã đang tự do di chuyển hát múa giữa thiên nhiên, mang đến cho người xem những cảm nhận về một hành trình đầy sắc màu kỳ diệu. Số tác phẩm này được nhiếp ảnh gia Võ Rinh chọn lựa qua quá trình 5 năm lặn lội tìm kiếm và thu vào ống kính những khoảnh khắc chân thực và sống động nhất về các loài chim hoang dã. Có những cái loài chim đặc hữu, nó rất là bé và di chuyển rất là nhanh. Thì nếu mà bằng mắt thường thì chắc là từ đời ông bà cụ kỵ của mình cũng sẽ không được biết chúng nó. Thế nhưng mà bây giờ nhờ có nhiếp ảnh thì mình đã được nhìn ở cái góc cận cảnh nhất và chiêm ngưỡng được những cái vẻ đẹp rất là đa dạng. I think it's wonderful. Tôi thấy thật tuyệt vời khi các bạn có một điểm đến đẹp như thế này. Nhìn cánh đồng này, triển lãm ảnh là điểm nhấn và chạm đến trái tim. Các bạn có mã QR trên mỗi bức ảnh và giải thích rất tương tận với các loài chim. Rất thú vị. Nó là một ý tưởng tuyệt vời. Từ chỗ quan tâm đến nhiếp ảnh, đến một ngày, nhiếp ảnh gia Võ Rinh tình cờ nhận ra vẻ đẹp mê mẩn và thế giới kỳ thú của các loài chim hoang dã, chim di cư ở Việt Nam. Rinh cũng là một trong những người đi tiên phong quan trọng để cho công chúng biết được rằng chim hoang dã ở Việt Nam không chỉ đẹp lộng lẫy ở trên rừng như bao năm qua chúng ta đã biết, mà ở hệ sinh thái mép nước, ven biển đều là thế giới kỳ ảo của vẻ đẹp thiên nhiên dưới dạng các loài biết bay. Khó nhất là xác định vị trí quá, xác định cái địa bàn hăng đang ở. Khó thứ hai là việc tiếp cận. Vì chim hoang dã là cực kỳ khó tiếp cận. Con chim này nó ở đằng sau lưng cái vách đứng của con đảo ấy. Thì thực ra là mình cũng rất là nguy hiểm. Cái này là nếu mà mình nghĩ lại, bây giờ nó hơi gà luôn. Mình nghĩ là mình xuống mình chụp con chim này là nó cực kỳ. Vì nếu mà nó chỉ cần trượt một phát ấy, là mình rớt xuống một cái vách đá khoảng 60 mét, rớt thẳng xuống biển. Thì từ từ mình càng chụp ấy, thì mình càng thấy hay. Nhưng mà mình càng nghĩ là mình dùng chụp thế này ấy, thì vì có những con chim mình đi tìm quá khó. Nhưng mà tại sao mình không đến mà mình chụp xong mình không lan tỏa ra để mọi người giữ và bảo tồn hắn. Tại triển lãm Hội An nơi đàn chim trở về lần này, 60% bức ảnh đều được chụp trên chính những cánh đồng nơi đây. Qua đó, tác giả muốn truyền tải thông điệp ngay tại chính khu vực triển lãm, đa dạng sinh học tới mức nào, thiên nhiên tuyệt bích và cần bảo tồn ra sao. Triển lãm có tên Nơi đàn chim trở về chính là từ lý do đó. Không chỉ dừng lại ở những tấm ảnh đẹp, triển lãm còn mang ý nghĩa sâu sắc về việc chào đón các loài chim trở về một nơi an toàn trong hành trình di cư của chúng. Vâng, thưa quý vị, sự tương phản giữa hai mặt của triển lãm với một bên là vẻ đẹp và sự tự do của thiên nhiên, với một bên là sự hủy hoại và tàn phá của con người, một lần nữa khẳng định sự quan trọng của việc thay đổi nhận thức, tư duy cũng như là hành động của con người nhằm bảo vệ các loài chim hoang dã trước sự tàn phá của thiên nhiên, của môi trường và con người.